Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phản bổn hoàn nguyên. Cái tên này không phải do ngũ uẩn tích tụ mà thành, nó cũng không phải là từ 12 xứ hay 18 giới mà lại. Phật đã không có cái hình tướng, nhưng sao chúng sanh đã thấy được 32 tướng và 80 vẻ đẹp của Ngài? Đó là vì Phật tùy thuận theo tâm phân biệt của chúng sanh mà thì hiện ra. Nhân vì chúng sanh có tâm phân biệt tốt xấu, và Phật vì muốn chúng sanh phát Bồ Đề tâm, Ngài đã thi hiện thật nhiều thân không giống nhau để chúng sanh tăng thêm lòng quan hỷ và tín ngưỡng. Đó là pháp môn phương tiện thiền xảo rất khéo léo. Người nam thì muốn tìm một cô gái đẹp để làm vợ, còn người nữ thì muốn tìm một chàng trai anh tuấn để làm chồng. Điều đó chứng minh rằng ai ai cũng thích đẹp chứ chẳng thích xấu. Tâm con người đều là như vậy, và tâm lý con người cũng giống như thế. Ai ai cũng hy vọng có vợ đẹp hoặc có chồng khôi ngô tuấn tú. Đó là chuyện thường tình của con người, là việc hiển nhiên thôi. Có người hỏi, thầy đang giảng kinh nhưng sao lại nói về chuyện này? Quý vị bảo tôi đừng nói về chuyện này, vậy thì tôi nên nói về chuyện gì? Người xưa nói, đạo của người quân tử bắt đầu từ chồng vợ. Trên thế giới này chỉ có hai người nam nữ, có nam nữ rồi mới tạo thành thế giới được. Ở đây tôi đặc biệt có lời thanh minh rằng đôi nam nữ này không phải là ông Adam và bà Eva, mà cũng không phải là do Đức Chúa Trời dùng đất bùn nặn ra nam nữ để đến thế giới này. Nói tóm lại, thế giới này là do sự tổ chức của vợ chồng mà khởi nên. Có chồng vợ rồi, sau đó có cha con, anh em, có tôi, có người. Nam nữ vốn là âm dương, cho nên nói một âm một dương gọi là đạo, trời khỏi âm dương đạo chẳng thành. Lại nói cô âm bất sanh, độc dương bất trưởng, đó là đạo lý tự nhiên. Chúng ta tu đạo thì cần phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn gốc. Người nam tu đạo nên như chữ ly trong bát quái, có một vạch giữa đứt ngang, phản hồi đến chữ càn thì có ba vạch liền. Người nữ tu đạo nên như chữ khảm, có một gạch nối liền ở giữa, trở về chữ khôn, có ba vạch đều đứt đôi thành sáu đoạn. Càn đại biểu cho nam, khôn đại biểu cho nữ. Người nam nên trở về đồng chân, người nữ nên phản hồi về đồng nữ. Người nam nên như thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, người nữ nên như long nữ trong kinh Pháp Hoa. Họ đều là đồng nam đồng nữ và đã phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn cội. Chúng ta tu đạo cũng nên như thế, bảo trì sự đồng thể kinh bạch, như vậy mới dễ dàng chứng đắc được pháp thân thanh tịnh. Nhân vì chúng sanh có tâm phân biệt và thường hay phân biệt về biết bao vấn đề như có thiện ác, có đẹp xấu, có phải trái, có trắng đen, cho nên Phật vì tùy thuận tâm chúng sanh mà thị hiện ra biết bao hóa thân khác nhau để chúng sanh thấy được thân Phật, gọi là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân, vạn lý thiên. Nghĩa là ngàn sông có nước, ngàn sông có trăng, muôn dặm không mây là muôn dặm trời. Phật tùy các loài mà hóa thân, nếu tâm chúng sanh như nước trong, Phật sẽ hiện ngay trong họ. Vì sao chúng ta không thấy được thân Phật? Bởi chúng ta có tư dục và vô minh quá nặng nề, cho nên trí huệ không thể hiện tiền. Vì tâm chúng ta như ao nước bùn, cho nên dù có Phật, Phật cũng chẳng hiện được. Vô minh tức là hắc ám đen tối, trí huệ là ánh sáng quang minh. Có vô minh là có phiền não, có phiền não là ngu si, có ngu si tức là đen tối. Có đen tối là không có ánh sáng, không có ánh sáng là không có trí huệ, không có trí huệ tức không thấy được Phật. Đây đều có sự quan hệ liên đới với nhau. Nếu muốn thấy thân Phật, chúng ta tất phải siêng tu giới định huệ và tiêu diệt tham sân si. Như thế thì tự nhiên Phật sẽ hiện thân và sẽ thuyết pháp cho chúng ta nghe. Giảng ngày 8 tháng 11 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说。